Trân Như kính chào quý khán thính giả và sau đây xin mời quý vị cùng đến với 7 sự kiện đáng chú ý trong tuần qua. Thưa quý vị, chiếc Boeing 777 chở theo 283 hành khách cùng 15 phi hành đoàn từ Amsterdam đến Kuala Lumpur đã bị bắn hạ bởi hệ thống tên lửa phòng không trên không phận của Ukraine. Bộ Nội vụ Ukraine xác nhận toàn bộ hành khách đi trên chuyến bay đã tử nạn. Trong số này có nhiều các chuyên gia thuộc Tổ chức Y tế Thế giới WHO cùng nhiều trẻ em và các bác sĩ. Thủ tướng Ukraine ra lệnh mở cuộc điều tra trong khi quan chức nước này nghi ngờ chiếc phi cơ đã bị bắn hạ bằng tên lửa ở gần thành phố Donetsk, căn cứ của phe ly khai. Boeing cho biết họ đang thu thập thông tin về vụ rơi máy bay và chia buồn với gia đình các nạn nhân. Các hàng không của Đức và nhiều các hàng không khác cho hay họ tạm thời tránh không phận của Ukraine. Quyết định đã có hiệu lực ngay lập tức. Tin cũng cho hay là Hà Lan là nước có số công dân bị thiệt mạng nhiều nhất trong thảm họa lần này. Hơn nửa triệu người Philippines bị ảnh hưởng sau khi bão thần sấm hôm 15 tháng 7 càn quét quốc gia này với sức gió lên đến 250 km/h, quật ngã nhiều xe cộ, làm tốc mái hàng loạt ngôi nhà và lật đổ nhiều cây cối, gây mất điện trên diện tích rộng và làm ít nhất 27 người thiệt mạng. Đây là cơn bão đầu tiên đổ bộ vào Philippines năm nay trong mùa mưa bão bắt đầu từ tháng 6. Hôm 17 tháng 7, Việt Nam cũng đã ráo riết chuẩn bị để ứng phó với cơn bão khi chỉ cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 390 km về phía đông đông nam với sức gió mạnh lên đến từ 118 đến 149 km/h. Bão cũng đã đổ bộ vào Việt Nam và từ Quảng Ninh đến Thái Bình với sức gió từ 103 đến 133 km/h. Hiện tại số người thiệt mạng và thương vong do bão gây nên tại Việt Nam vẫn chưa có con số chính xác. Trong khi đó, ngoài Biển Đông hôm 15 tháng 7, Trung Quốc đã chính thức rút giàn khoan HD981. Theo Tân Hoa Xã, dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, việc rút giàn khoan do đã hoàn thành tác nghiệp sau khi đã thu một số dữ liệu về địa chất. Trung Quốc cũng nhấn mạnh rằng việc rút giàn khoan hoàn toàn nằm trong kế hoạch và không bị bất cứ một yếu tố nào từ bên ngoài. Nhiều chuyên gia quốc tế cho rằng Trung Quốc đem giàn khoan vào trong lúc biển lặng và mang nó ra lúc bão tố nhằm thực hiện kế hoạch chứng tỏ sự hiện diện thường xuyên của họ tại các vùng biển tranh chấp. Theo thông tin từ Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển, vào lúc 18:30 ngày 16 tháng 7, giàn khoan Hải Dương 981 đã dịch chuyển khỏi vị trí cũ 41 hải lý, cách đảo Hải Nam khoảng 163 hải lý về phía Tây Nam, ra ngoài vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Các lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam đang tiếp tục theo dõi sự dịch chuyển của giàn khoan 981 và các tàu hộ tống của Trung Quốc. Vẫn tin liên quan, chiều hôm 16 tháng 7, Trung Quốc đã trao trả 13 ngư dân Việt Nam mà nước này bắt giữ gần đây. Tất cả đã về đến Lạch Ròn, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình, an toàn. 7 người trong số này là ngư dân từ huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, bị bắt hồi ngày 23 tháng 6. 6 người còn lại là ngư dân xã Phổ Thạch, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, bị bắt vào ngày 3 tháng 7. Phía Việt Nam cho biết các tàu này bị bắt khi đang hành nghề trên vùng trồng lấn đang được phân định giữa hai bên ở cửa vịnh Bắc Bộ. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng những ngư dân này khai thác trong vùng biển phía nam thành phố Tam Á, tỉnh Hải Nam. Được biết, giới chức hai bên đang tiếp tục làm rõ các tình tiết xung quanh việc bắt giữ, trong đó có vị trí nơi các ngư dân bị bắt ở trên Biển Đông. 19 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương sau khi một tàu điện ngầm chở khách ở Moscow bất ngờ hãm tốc độ và bị lật sáng ngày 15 tháng 7. Nhiều xe cứu thương và trực thăng đã được điều động đến hiện trường để hỗ trợ sơ tán hành khách. Tin cho hay có đến 3 toa tàu cũng đã bị trật đường ray nhưng đã không bị lật úp. Tất cả các toa đều nằm sâu dưới lòng đất 84 m, khiến công việc cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Các nhà điều tra cũng đã bắt hai nhân viên đường sắt với cáo buộc vi phạm tiêu chuẩn an toàn dẫn đến vụ việc khiến hàng chục người thiệt mạng. Được biết, tuyến tàu điện ngầm bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 1935, ước tính vận chuyển gần 9 triệu hành khách mỗi ngày. Thảm họa hôm 15 tháng 7 được cho là tồi tệ nhất trong 8 thập kỷ qua. Hàng trăm người đã xuống đường đòi chính phủ Campuchia mở cửa lại công viên tự do, nơi người biểu tình thường tập trung, cũng như yêu cầu chấm dứt lệnh cấm biểu tình ban hành hồi đầu tháng Giêng. Tin quốc tế cho biết đã có 40 người bị thương nặng khi cảnh sát sử dụng hơi đạn cay khi người biểu tình tấn công lực lượng an ninh bằng gậy gộc. Ít nhất đã có 8 nhân viên an ninh bị thương. Cảnh sát cũng đã bắt giữ 3 dân biểu thuộc một đảng phái đối lập của Campuchia. Cả 3 đã bị tòa án thủ đô Phnom Penh truy tố với mức án có thể từ 20 đến 30 năm tù giam vì tội tổ chức biểu tình bạo lực dẫn đến nhiều người bị thương. Được biết, nguyên nhân dẫn đến việc quyết định đóng cửa khu vực công viên tự do sau một cuộc đụng độ đẫm máu giữa cảnh sát và công nhân ngành may dệt
biểu tình tại đây hồi đầu tháng Giêng khiến cho 4 người thiệt mạng. Và sau cùng thưa quý vị, một trong những điểm thu hút khách du lịch và được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa quốc tế tại Trung Quốc đã bị nhấn chìm trong biển nước, đó là thị trấn thuộc huyện Phượng Hoàng, tỉnh Hồ Nam. Đây là địa điểm thu hút khách du lịch có niên đại hàng trăm năm với lối kiến trúc xưa độc đáo. Tin cho hay, mưa lớn kéo dài 2 ngày hôm 15 và 16 vừa qua đã gây ra tình trạng ngập lụt trên 240 thị trấn, khiến hơn 720.000 người bị ảnh hưởng. Mực nước sông dâng lên tới mức cao nhất từng được ghi nhận tại đây. Nhiều cây cầu bị hư hại nặng hoặc bị phá hủy hoàn toàn. Hơn 100 binh sĩ đã được điều động để khắc phục hậu quả và cứu nạn. Thưa quý vị, được biết nguyên nhân là do chính quyền dồn hết tâm sức vào việc kinh doanh mà quên đi việc đầu tư vào việc thoát nước chống lụt, đã khiến cho hơn 50.000 người phải di tản chịu cảnh không nhà. Không những người dân khốn khổ mà di tích lịch sử của đất nước này cũng đã bị tàn phá, di sản văn hóa của họ cũng đã bị hủy hoại. Vừa rồi là 7 sự kiện đáng chú ý trong tuần qua. Trần Nhiên xin cảm ơn quý vị đã theo dõi đến cuối chương trình. Cầu chúc quý một tuần lễ thật bình an và hẹn lại quý vị vào chương trình lần sau. Mình chào tạm biệt.